là cho con luôn là 500 triệu, khoảng 400-500 triệu, con không nhớ tốt bao nhiêu, là cho luôn. Là lúc đó là không có nghĩ đến màn nó cưới gì hết. Ngày mà ảnh mà đi bắt đầu là đi trồng tiền xe là con móc hết trong đó ra luôn là 300 anh, là bao nhiêu? Tại nhiêu vậy? 600 triệu. Là con tặng cho ảnh, đánh tay hết luôn. Cái thứ mà con đi mãi không bao giờ quên đó chính là biết mình đã có con, đúng không? Đó, cái cảm giác, cái cảm giác mà một người phụ nữ mà không có con á, nó bất lực lắm. Buồn đến mức độ anh cầm cái đồ nghề đó, anh nói là ngày hôm nay là ngày kết thúc, anh không có còn dùng tới lúc được. Cái cô bất lực á, con biết sao? Chào em. Konnichiwa. Dễ thương quá. Em bé tên gì vậy? Dạ bé này là Tiểu Bối. Chú Phước Thận cho được đúng rồi đó, không cưng má thôi được cô Hồng Vân không lấy biếu cô Hồng Vân với chú Phước Thận rồi. Xin mời. Dạ, xin chào bác Phước Thận nha. Xin chào hai vợ chồng nha. Ảnh thì biết nói tiếng Việt không? Dạ anh có biết nói, có thể một chút, có thể một chút. Bây giờ chắc mời anh giới thiệu về mình. Tôi tên là Teruhito. Teruhito hay Teruhito? Teruhito. Anh Rư bao nhiêu tuổi rồi? Teru 47 tuổi. 47 tuổi. Teru công việc là gì? Việc của Teru là kỹ sư. Việc của Teru là kỹ sư. Rồi giờ tới tới em đó. Em tên là Lê Thị Đức Nhân. Em sinh năm 1995. Dạ, quê em ở Nha Trang. Nhân hình như là bà Nhân là một cái đó, kênh rất nổi tiếng. Bà Nhân Vlog. Nhân đây thì em có thể chia sẻ một chút xíu về cái công việc trên Vlog của em. Đúng để rồi, cho khán giả được biết thêm. Dạ, cơ duyên mà em đến được cái tên Bà Nhân Vlog á là nó cũng là một cái sự tình cờ. Là một ngày em bị bỏng ở bên Nhật á, cái em buồn quá, mắt em lúc đó nó bị kiểu là bị băng bó, không có nhìn thấy đường. Cái mà em thấy được có một con mắt thôi. Cái em ngồi em lướt TikTok, mà cái lúc đó 4 năm về trước thì TikTok nó không có nhiều người làm nội dung như bây giờ. Thì em mới thấy hay quá ta, sao tại sao người ta lại làm được như vậy? Thì em mới làm video về một trái dưa chuột bị con quạ bên Nhật nó ăn cắp. Em trồng tới đâu là quả nó ăn cắp tới đó, em tức quá đi. Cái em mới nói là công an bây giờ báo chính quyền, nó tới nó ăn cắp cái trái dưa leo của nhà em. Thế là video được lên xu hướng xong rồi cái em mới quay về anh Teru. Tại vì anh chồng em là anh thích ăn mắm, xong rồi em quay Teru thích ăn mắm xong rồi em mới quay về ảnh. Rồi bắt đầu cái em thích nấu ăn nữa, cái em quay về nấu ăn. Cái video tự cứ lên xu hướng thôi. Tại sao lại lấy là bà Nhân? Thì mà không lấy là bé Nhân. Kiểu như ở quê con thường hay kêu là bà Nhân ơi, bà Nhân lấy ra tôi cái này coi. Bè với tôi á. Bè tôi á. Tôi với bè. Bây giờ kể cho chương trình nghe. Dạ. Không biết làm sao mà trai Nhật mà lại gặp cô gái ở Nha Trang. Sao mà Tà Rư gặp được vợ? Tà Rư Việt ở Việt Nam. Làm việc ở Việt Nam. Làm việc ở Việt Nam. Rồi. Tà Rư tóc bó ở Việt Nam. Gặp Tà Rư thấy vợ đẹp không? Đẹp. Đẹp. Hai vợ chồng con á là cũng một cái cơ duyên. Thì con là người đầu tiên gặp anh Tà Rư, thì con thấy anh Tà Rư rất là trắng. Thì cái con mới nói chứ người gì đâu mà trắng quá gì trời. Thế là cái anh mà đi phiên dịch á, anh dịch lại, thì cái anh phiên dịch đó cũng là quen biết với con. Xong anh mới dịch lại, thế là kêu là bây giờ đổi số phone với nhau không. Thì bắt đầu con với ảnh mới đổi số phone thì... Rồi tiếp cận sao? Nói dạ, chuyện. Con chủ động rồi nói chuyện với nhau. Cái chuyện xong rồi anh... Nói bằng tiếng gì? Con là con phiên dịch. Google dịch. Không, con Google dịch luôn. Nhưng mà con cũng biết tiếng Anh, tiếng Bồi một chút rồi. Tại ngày xưa con đi bán đầu phộng dạo. Con biết tiếng Bồi, tiếng Anh con một chút. Theo dõi cộng đồng Doctor Network để không bỏ lỡ thông tin y tế quan trọng. Là lúc đó là công việc của bà Nhân là bán đồ phộng dạo. Dạ không phải, ngày xưa cái thời mà con 8 tuổi, 8-9 tuổi là con đi bán đồ phộng dạo rồi. Bán đồ phộng mấy giấy số. Làm kiểu những công việc mà ngoài đường á. Rồi đến lúc mà khi gặp Tà Rư là lúc đó công việc của Nhân công việc của con là lúc đó con biết làm tóc. Con đang học cho bên lĩnh vực là học tóc. Rồi hai người gặp nhau bao lâu thì bắt đầu tìm hiểu, chính thức tìm hiểu nhau? Dạ, tụi con gặp nhau khoảng vài tháng. Thì xong rồi anh mới nói với con là cho anh về nhà chơi thử. Thì vì là nhà ở Nha Trang á, thì con cũng dẫn về nhà Nha Trang chơi thử. Thì lúc đó là hai người chỉ là mối quan hệ là có thương nhau, nhưng mà để mà cưới nhau hay là để mà yêu nhau đậm sâu thì lúc đó chưa có. Thì con cũng dẫn về Nha Trang chơi. Thì anh mới thấy gia đình con á, thì anh mới thấy con phải nuôi mẹ với chị với hai cháu nữa. Lúc đó là con đang nợ ngân hàng, là con nhờ một người chị đứng ra vay tiền để mà xây cho mẹ con căn nhà. Thì xong rồi anh mới nói là bây giờ Nhân bỏ cái ba lô này xuống đi để anh Tà Rư giúp cho. Anh Tà Rư lúc đó là cho con luôn là 500 triệu, khoảng 400-500 triệu, con không nhớ lúc đó bao nhiêu, là cho luôn. Là lúc đó là không có nghĩ đến màn nó cưới gì hết. Cái điều
điều gì mà khiến Tề Rư lại thương và coi như là cho hẳn cái số tiền ấy với gia đình của Nhân? Có thể của tôi tôi kỹ Tề Rư yêu vợ. Yêu vợ. Yêu vợ. Lúc đó là Tề Rư yêu vợ. Yêu vợ rồi. Gia đình. Gia đình. Gia đình của vợ là gia đình của Tề Rư. Gia đình của vợ là gia đình của Tề Rư rồi. Dạ. Lúc mà mới gặp con thì ảnh cũng chỉ có thích một xíu thôi, nhưng mà là nhắn tin với nhau xong rồi cái gặp nhau nhiều cái từ từ mới thích lên. Mới thương con. Đó là sau cái vụ 500 triệu đó là chắc là con ngã gục luôn đúng không? Thấy tốt bụng quá. Lúc đó là con nghĩ trong đầu thế này nè. Con nghĩ là người này á là mình phải lấy làm chồng. Cái người này á là con phải mang cái ơn của người ta. Con phải trả sao cho hết cái ơn đó. Mày gia đình mình cũng khó khăn nữa. Mà người ta, cái người mà người con quen người nào đó thì con luôn có cái ý định nghĩ trong đầu là người ta phải tôn trọng gia đình con. Mặc dù là gia đình con không có bằng ai. Nhìn vô không ai cho mà bắt rễ hay là không cho ai mà quen một cái gia đình mà mẹ thì khờ, chị thì khờ, là bị dụ có hai đứa con nữa. Nhà cửa con không có, ăn uống con không có luôn. Mà chỉ có một mình con nuôi thôi. Thường con cũng hay nghĩ cái tích cực nhiều hơn. Con nghĩ là chị với mẹ, thay vì mình nghĩ cái đó là cái nặng gánh cho cuộc đời mình, thì mình nghĩ cái đó là ông trời đã lấy những cái điều tốt đẹp của chị mình đặt qua cho mình rồi. Đúng rồi. Mình phải thấy sống thay cái phần của chị đúng mình. Đúng rồi, coi như gánh giùm cho con. Dạ, đúng vậy. Dạ. Hai người yêu nhau được mấy năm thì... Hai vợ chồng con yêu nhau được năm mấy đến 2 năm là hai vợ chồng con cưới tới kết hôn. Rồi con qua Nhật luôn với chồng. Anh về kết hôn với con, đám cưới xong là vài ngày sau là con qua Nhật với anh luôn. Qua Nhật là mấy năm rồi? Hai người sống ở Nhật mấy năm? Sống với nhau gần 7 năm rồi cô. Ủa vậy hả? 7 năm là con sống ở Nhật mấy năm? Con sống nếu mà từ lúc mà dịch á thì là con sống, nếu mà ở Nhật thì con sống là 3 năm là ở đặt chân ở Nhật hoài luôn á. Rồi sau hết dịch á, bay đi bay về thì con cứ đi về về thôi. Dạ. Nhưng mà thời gian đầu tiên lúc mà con mới qua Nhật á, là lúc đó cuộc sống con sao? Con có bị stress rồi có bị khủng hoảng về tinh thần không? Thời gian đầu tiên á, hai vợ chồng con vừa mới đặt chân đến nước Nhật, thì lần này là mình đi là mình mang tư thế là mình sẽ làm vợ người ta. Mình sẽ ở lại. Thì lúc mà qua thì cũng chưa có việc làm, tháng đầu tiên là cũng chưa có việc làm. Mà kiểu con là đi làm từ nhỏ đến lớn, kiếm được đồng tiền nó quen rồi. Mặc dù là ở nhà thì chồng cũng lo cho tiền ăn thì uống đầy đủ rồi, cũng lo cho gia đình, nhưng mà cái lúc đó mình ở nhà mình buồn. Nó cứ ở trong cái vách tường mà mình cũng không biết nói tiếng Nhật. Cái con bị stress, cứ nhìn thấy anh Tề Rư là con ghét. Ảnh chào con kêu im đi. Đừng có nói nữa. Có nghĩa là anh ăn hay là anh làm cái con cũng thấy khó chịu, có người con nó bực nhọc. Tề Rư cái lúc mà bị vợ phản ứng như vậy á, bị vợ thì Tề Rư có buồn không? Tề Rư bị mắng bỏ. Bị vợ mắng. Bị mắng. Bị vợ mắng. Thấp tổ một chút. Phiền phức. Một chút thấy phiền phức. Một chút. Nhưng là anh ngủ. Khi ngủ. Không biết là ngủ quá rồi. Ờ nói là lúc mà con mắng anh á, anh thấy rất là phiền phức, một chút phiền phức, nhưng mà khi con ngủ á, anh nhìn vô khuôn mặt con cái anh quên hết cái điều đó luôn. Nhưng mà bao lâu thì con hết cái trạng thái đó? Trạng thái đó lúc mà con xin được việc làm. Trời, có lúc mà đi làm á, cô chồng chỉ cho phép là con làm như đó thôi, làm một ngày là 6 tiếng thôi. Không, con làm mấy tối mới về luôn. Chồng về con chưa về nữa. Có cái đồng tiền đầu tiên lúc con thu nhập, cảm giác con sao? Hạnh phúc. Hạnh phúc là khi là không mà còn chết nữa. Không chết nữa, vui quá. Cái lúc mà con đi làm vậy, con cảm giác cơ thể con nó được khỏe ra. Đúng rồi. Xong rồi con làm trong vòng 2 năm, con không có dùng cái đồng tiền đó luôn. Con để cái số tiền nó vào cái sổ ngân hàng. Thì anh Tề Rư á, là lúc mà anh cưới con á, là anh có cho con một số vốn. Thì anh nói con là cái số vốn này á, là anh tin tưởng con, anh cho con. Thì con muốn làm cái gì đó thì làm. Thì lúc đó con đầu tư đất. Ở Việt Nam thì lúc đó là chúng. Xong rồi con lấy cái tiền của con á, là con sẽ cho gia đình. Còn cái tiền mà con làm được á, con để trong tài khoản đó, cứ để im đó. Xong rồi đến 2 năm sau, anh nói với con là anh sẽ muốn mua một chiếc xe hơi. Thì con mới nói là anh mua đi. Xong rồi á, con sẽ có một món quà tặng cho ảnh. Thì ảnh mới nói là không cần cái gì hết, cứ để cho ảnh mua đó. Con nói không. Thế là con ngày mà ảnh mà đi bắt đầu chuẩn bị, bắt đầu là đi cọc, là ảnh không có biết là đi chồng tiền xe, là con móc hết trong đó ra luôn là 300 man. Là bao nhiêu? Là như Việt Nam 600 triệu. Là con tặng cho ảnh. Tặng ta hết luôn. Là con cho ảnh. Tề Rư sao? Tề Rư như thế nào? Tề Rư nghĩ như thế nào? Happy. Tề Rư happy. Chắc lẽ là anh nghĩ đó là cái giai đoạn mà Nhân bị stress, đó là cái giai đoạn khó khăn nhất trong cái quá trình hôn nhân của em. Dạ, hay là còn cái giai đoạn nào khó khăn đó không? Dạ, con nghĩ đâu là anh lúc đó là sẽ không chịu đựng con nổi. Vì con cưới chồng lúc khoảng mới 23 tuổi, ở một cái tuổi quá còn nhỏ. Không biết gì hết, nhưng mà con được cái là con rất là thích nấu ăn. Con bù đắp nấu ăn cho anh Tề Rư là hai ngôn ngữ không hiểu nhau, cái văn hóa không hiểu nhau. Có một lần con với anh làm cũng lớn chuyện lắm. Cái này là do con, giờ con tự con mọc, con tự con tiết lộ ra luôn. Đó chính là ngày hôm đó là chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Là con mới về con làm dữ làm dằn lên. Mà đêm hôm đó là hình như là lúc đó anh làm về khuya quá. Con mới la ảnh, con nói là làm lúc nào cũng về khuya như vậy, bỏ vợ một mình như vậy là không có được. Thế là con làm dữ làm dằn, con lấy xe đạp
chạy đi. Ừ. À, lúc đó là khoảng 2-3 giờ sáng, ở nhà đã la nhau một chặng là xong bỏ đi. Cái lần đó là lần đầu tiên anh đi tìm con. Ừ. Anh đi tìm con, thế là con tắt điện thoại, con tắt hết tất cả. Anh đi tìm không ra mà 6 giờ sáng là anh phải đi làm lại. Anh đi tìm con không ra, cái tầm 5 giờ sáng con đi về. Là lần đầu tiên con thấy chồng con tức đến độ mà anh đập đầu nước miếng, anh phèo ra luôn. Anh làm gì á? À, lúc đó là ức chế nhiều lắm rồi. Ừ. Lúc đó con sao? Nào? Con ôm chồng con lại. Ừ. Cái con khóc, con nói vợ xin lỗi. Vợ sai rồi. Vợ xin lỗi, tại tao bình tĩnh. Anh đang còn run nhiều lắm, nước miếng chảy ra như thế này. Xong anh nói là xin lỗi, anh cứ nói là xin lỗi, tao xin lỗi mày, tao lăng xỉ mày. Tao xin lỗi mày, chỉ có vậy thôi á. Thì cái con mới nói là con sai. Từ đó cái con mới nghiệm ra một điều á, là cái người này họ quá nuông chiều mình. Vì cái quá nuông chiều này mà mình phải cần sửa đổi rất là nhiều để mà mình là một người vợ đúng nghĩa một chữ, là người vợ của người trưởng thành. Lúc đó con trẻ con lắm, từ lúc mà anh bị như vậy á, con mới nhận ra là con phải sửa. Con suy ngẫm nhiều cái lắm, con giác tay lên con nghĩ vậy, cái con sửa từ từ. Đó là khi mà anh nóng tính, anh chồng con là anh nóng tính, anh sẽ không có đánh con mà anh sẽ đập vô cái tự làm đau mình, tự ảnh làm đau mình, đau ảnh tê rơ, ô cô tê rơ tô kiệt. Thì cái đó là con lại thấy xót ruột. Con lại không có chịu như vậy, nhưng mà mỗi lần mà nóng lên á thì con sẽ là người không nói chuyện trước. Lúc đó là con kìm được cái tính con lại rồi, con cảm thấy là mình làm vợ mình nhịn không có chết, nhịn chồng không sao. Cái xong đó con kìm lại, con kìm từ từ ra, con thành công đến bây giờ đã thành công. Mà khi mà ảnh nóng lên á thì ảnh chỉ đánh ra tường, con nói là không được làm như vậy. Tê rơ đau một nhưng vợ đau đến 10-100 lần, tê rơ cũng không được làm vậy. Thế là hai vợ chồng con có bất kể một cái gì cũng về nói với nhau, chưa bao giờ mà lớn tiếng với nhau ở ngoài. Em bé của con á, là nay là được 4 tháng. Dạ. Mà cái lúc mà con có tin là con có em bé đó, lúc đó là cái trong người con như thế nào, rồi Tà Rư làm sao? Con không tin. Tin. Không tin. Chắc có lẽ là cái thứ mà con tìm mãi không bao giờ quên đó chính là biết mình đã có con. Đúng không? Đó cái cảm giác là cái cảm giác mà một người phụ nữ mà không có con á, không thể có con, nó bất lực lắm. Mà mình biết là mình đã có thể được có con á, nó hạnh phúc mà như là sao ta, như cuộc đời con đó là có cái chữ có, đó là cái chữ trọn vẹn nó đã cùng dành đến cuộc đời con rồi đó. Tại vì trước đó là con đã có 2 lần mà cũng xảy, nhưng mà con cầm cái que lên con vừa hạnh phúc mà vừa rung rằng á, liệu nó cũng sẽ xảy như lần đầu hay không. Con không có chứng về âm. Nhưng mà trong suốt cái thời gian mà con phải đi làm mọi thứ á, thì Tà Rư là luôn luôn đồng hành cùng với con. Con là gọi như là may mắn nữa. Cái hành trình đi kiếm con của con á, là anh bỏ việc kỹ sư 20 mấy năm của anh. Mức lương của anh lúc đó ở hiện tại rất là cao, và anh đang làm sếp. Anh nghỉ luôn. Lúc mà ngày mà anh nghỉ mà con cảm giác, có nghĩa là hai vợ chồng rất là đàm phán, rất là dữ dằn, căng thẳng lắm, nội bộ cũng lục đục, đưa ra 2 quyết định là: một là anh Tà Rư sẽ phải đi làm, con về một mình; hai là anh Tà Rư sẽ đồng hành cùng con. Con đau lòng nhất là ngày mà cuối cùng anh đi gặp bạn bè, anh đem bộ đồ kỹ sư về, xong anh nhậu cho thật say, cái anh nói với con hết. Anh nói á, 20 mấy năm anh yêu cái nghề kỹ sư lắm, anh học, anh cố gắng, anh phấn đấu để làm sao để vô được cái nghề kỹ sư. Anh nói á, anh thức đêm thức hôm để anh học nhiều lúc mà anh nhìn cái con robot mà anh tưởng tượng nói chuyện với anh được luôn á. Có nghĩa là anh làm kỹ sư robot mà. Anh yêu cái nghề kỹ sư lắm. Buồn đến mức độ mà anh cầm cái đồ nghề đó, anh nói là ngày hôm nay là ngày kết thúc, anh không có còn dùng tới nước nữa. Con bất lực á, con biết sao. Con nói nếu mà anh đi theo mình mà kiếm con không được thì có phải là quá uổng không? Thì con mới nói thôi, hay là bây giờ quay lại đi. Anh nói không, anh đã quyết định mà. Nhưng mà bây giờ là chồng con đã trở lại cái nghề của mình chưa? Anh á, hiện tại á, là cái đợt này á, là về á, đáng lẽ là anh sẽ vô công ty làm lại. Nhưng mà anh nói nghe con á, là bé á, hai mẹ con á, là con làm với người quay á, thì rất là bận. Thì anh mới nói bây giờ á, anh sẽ nhận công việc, có nghĩa là anh làm khoán á con. Có nghĩa là anh có nghề thì anh sẽ dạy được. Ví dụ như đợt này anh chuẩn bị anh gần về lại là anh sẽ đi làm cùng anh trai. Ví dụ như ai nhận ở đâu thì anh làm bắt thêm á cô, gọi là bắt thêm, nhận làm tới đâu thì anh sẽ làm tới đó. Anh tại vì anh có cái nghề. Nói chung là lau nước mắt được rồi, không rất là phải nói là rất là cảm ơn Tà Rư. Dạ. Trời, anh nghe mà anh còn xúc động nữa. Dạ. Rồi thì vậy là ông đâu có cái tánh gì xấu đâu hả? Dạ chồng con hả? Đó, tới cái phần kia. Vậy đó có điểm gì mà con còn chưa ưng không? Con không có muốn chồng con là đánh tay vô tường, hoặc là ví dụ như là làm tổn thương mình đó, đánh tới hoặc là tự chịu đựng mình. Có nghĩa là nóng lên thì vẫn không có đánh vô tường, nhưng vẫn lên. đâu Tà Rư mỗi lần Tà Rư angry á, nóng là em ri. Tà Rư làm sao? Không là Tà Rư to.
Trời, cái thằng sâu đáng yêu quá chị Vân. Cái lại phần nữa là ảnh hay có cái tính là ảnh sẽ chịu, có nghĩa là chịu đựng một mình, chịu đựng một mình. Ví dụ như có cái nỗi buồn hay này kia thì ngày xưa ảnh không có tâm sự, nhưng mà lờ con cởi mở nhiều hơn. Ảnh nói với con, ảnh nói chứ nhiều khi tao nói với mày tao cũng thấy chán, tại vì mày cũng không biết tiếng Nhật nhiều. Rồi bây giờ tới Tề Rư. Anh nói con á là khi con làm việc á con tập trung con làm quá, khi anh nói á con không có nghe. Tức là điếc tạm thời, đừng có điếc tạm thời. Ok. Toki toki là thỉnh thoảng. Thỉnh thoảng. Tại đừng nói tiếng Việt. Đi siêu thị. À đi siêu thị. Ở Nhật Bản. À. Bò nói là. À. Là. Hello. Là. Anh nói là thỉnh thoảng đi siêu thị ở Nhật Bản, lúc nào vợ cũng kêu Teru. Là nó lớn rồi phải không? Nó kêu tên Teru to như vậy là phải sửa đây. Teru. Teru. Tức là nó nói nhẹ nhàng là dịu dàng lại đúng không? Hay là xe á, cái khoảng cách hay chồng nhau đi kiếm nhau á, con phải kêu cái Teru. Đừng có nói to. Đừng nói to. Bên Nhật á, người ta cứ nhẹ nhàng say đắm vậy đó. Không có nói. Do you want give your wife present? You know? And you talk with your wife now? Mày trước khi Teru cho giúp vợ, chờ giúp vợ trước khi Teru chờ giúp vợ. Nhưng bây giờ vợ cho giúp Teru Teru yêu vợ Teru yêu vợ. Trời ơi trời. Vợ nói vợ yêu Tà Rư đi. Vợ yêu Tà Rư nhiều nhỉ. Thôi một cái kết rất là đẹp. Dạ, cảm ơn Tà Rư. Cái này là lần đầu tiên anh Tà Rư nói vậy đó. Nói vậy tỏ ra khó lộ vậy đó. Con cảm ơn cô Hồ Vân. Chúc quý thần. Chúc cho Tà Rư ha công việc, có nghĩa là sẽ quay trở lại với công việc yêu thích. Dạ. Anh chúc cho sắp tới hai vợ chồng sẽ có thêm một đứa con trai. Rồi, xin mời hai bạn giới thiệu cho mình. Em tên Duy Thanh, là nhân viên IT, năm nay 35 tuổi. Còn em? Dạ, em là Thanh Tuyền, năm nay em 32 tuổi. Bên này là Duy Thanh, Duy Thanh. Bên này là Thanh Tuyền. Thanh Tuyền. Hai em là gặp nhau từ khi nào? Lúc trước là ông xã em làm ở chung công ty. Ông xã em làm IT thì em vô, lúc đó là em làm kế toán. Thì ông xã em vô thì em để ý ông xã em là hiền quá. Hiền ơi hiền, ngoài công việc ra là không có nói chuyện với ai hết trơn. Rồi một đống vậy đó, thở là không có nghe thôi luôn. Mà có thích cái hiền đó không? Hiền quá em ngán. Có nghĩa là cái ấn tượng là hiền. Dạ. Chứ còn thích là không thích. Chưa. Dạ chưa. Đúng rồi. Rồi. Còn Thanh. Cái đó phải là hiền. Em là điều phối nhân viên IT bên ngoài. Còn bà xã làm kế toán ở kế bên. Thì em chỉ tập trung lo điều phối nhân viên này nọ chứ không có nói chuyện. Lúc đó thì em nhìn cái cô gái này thì em có cái cảm nhận đầu tiên về cô này như thế nào? Em thấy hơi quê quê. Quê quê là sao? Mặc đồ nó cũng quê quê. Có nghĩa là lúc đó em cũng chưa đang thích vợ em việc, giống như là một đồng nghiệp bình thường. Rồi sao làm sao mà thích nhau được trời? Lúc đó thì em có vài cái remote, mình gái thì mình hơi bị rối, không biết phải chọn ai. Dạ. Rồi thế là em nói giảm nghe, hỏi ý kiến anh này. Dạ em nói là ABCD vậy hẹn vậy, chọn giùm em một người nào đó thì em đi với người đó. Lúc đó Thành sao? Thì em cũng giống như tư vấn hay như quân sư vậy. Rồi cuối cùng em có chọn được một người nào cho cổ không? Em không có chọn người nào hết. Em coi như em là cẩn thận hết luôn. Em không có dẹp. Nó là em là người này phải cẩn thận này. Coi như người nào em cũng nói là phải cẩn thận hết. Đúng không? Người nào không là em chỉ khuyết điểm của mỗi người thôi. Lúc đó là có mấy người theo em. Anh đánh tâm lý em là em cũng ớn. Cuối cùng em bị sợ hết không? Không, là nhát. Nhé, nghĩa là nhé, em quen á mà ai mà đụng như người em trước là em cho người đó đi ra trước. Vậy là chắc chắn là đến cái giai đoạn mà yêu là chắc chắn là yêu rất là trong sáng đúng không? Không bao giờ đụng vô. Có chứ. Cô nó đụng vô là cô cho văn liền. Thì đụng lại vô đi xe đi phía sau ôm cũng là đụng. Nắm tay cũng là đụng. Còn đụng kia là khác nữa. Bây giờ mình vô cái chi tiết cái giai đoạn mà hai bạn yêu nhau á. Đâu bây giờ phải lý do nào yêu nhau lý chứ. Lý do là yêu nhau. Lý do thì không có lý do. Có câu chuyện. Lúc đó là có một người đồng nghiệp trong công ty mà đám cưới ở Bà Rịa, mời hai vợ chồng. Thì vợ tự nhiên bà xã này là ham vui, đó đi Bà Rịa thì tiện thấy đi Vũng Tàu luôn. Ngủ đi hồi sáng 17, hai đứa chạy xuống Vũng Tàu tắm, tối về có mua đồ về nhà ăn luôn. Nhà nào? Khách sạn. Nhà chi tiết này là tôi biết liền. Rồi, đó rồi sao chuyện gì xảy ra vào tối thứ bảy đó? Ung bì nó mới đỡ đau bụng chứ ăn hải sản mà. Có say không? Không có say, say là quên hết rồi. Đó cũng bày đồ ăn trên giường á. Rồi ăn hải sản ăn trên giường luôn.
Ủa nghe thiệt cho hai đứa thôi đúng không? Dạ, tại cái phòng đó là phòng hai giường. Tức là phòng hai giường mà ngủ một giường. Em không hiểu. Hai giường của anh này. Dự kiến bắt đầu là cái giường nó ăn xong dẹp, nằm ngủ bình thường. Mà vô tình nó đổ. Nó đổ, thấy chưa? Nó vô tình. Vô tình đó. Cái đầu đầu IT mà đâu có đơn giản. Đầu IT mà nó hôi cái giường. Em là cố tình ăn trên giường của ảnh. Rồi còn cái giường của em thì có dơ thì chút xíu thì nằm được, nhưng mà thành ra là dơ quá. Thế là em cũng hơi căng thẳng. Lúc đầu thì không có căng thẳng, tại vì nói là anh này cũng trong công ty mà hai đứa chưa có tình cảm gì hết, nên thôi ở chung phòng chứ cũng có chuyện gì. Với lại ảnh hiền nữa. Cái giờ cũng thấy hơi ghê. Lúc đó là 11 giờ mấy, em nằm bên giường của em, bắt đầu là gồng người lên mà nói với ảnh rồi thôi giường ai nấy nằm đi, ráng chịu khó dơ một bữa sáng mai ra biển tắm lại cho sạch. Em nằm đó đó, em gồng người cứng quá rồi em cũng mệt, em ngủ đi lúc nào cũng biết. Thức dậy giữa đêm là ảnh đã nằm kế bên rồi. Lúc đó là em quăng cái gối ra chính giữa liền. Em nói là qua cái gối này là tôi đá một cái xuống giường liền nha. Là bắt đầu ảnh cũng nằm im luôn tới sáng hôm sau. Không có gì, cái gối vẫn yên. Là bắt đầu em suy nghĩ, ông này chắc gay. Chứ mà không gay là không có ai ngủ vậy được. Trời đất ơi trời. Em là em nghi ngờ. Sáng dậy là em nghi ngờ liền. Bây giờ sống sao cho vừa lòng nè. Rồi sao, rồi cuối cùng sao? Sao cái lần đó về là em cũng 50-50 để thử anh này thời gian coi phải là đúng men không hay là lộn men. Lộn men. Rồi sao nữa? Có một tuần đi chơi 5 lần là rủ anh không. Anh cũng đi, anh không làm gì hết. Quen nhau suốt mấy tháng trời cũng không làm gì hết. Em lại nghi ngờ. Càng nghi. Em nghi, em mất chết rồi. Cuối cùng để làm tôi sao cần là hết cái đó. Cái cuối cùng thì sao, có đi nào không? Ao luôn. Bây giờ em quen 3-4 tháng rồi em không thử được bằng cách nào hết. Em nói thôi giờ kêu ba mẹ qua cưới tôi đi. Giờ cưới tôi thì tôi quen, còn không cưới thì nhà ai nấy ở đi. Đừng có ấy nữa, mất thời gian quá. Ông không chịu cưới, ông nói mới quen nhau mà cưới mãi. Cho nên là ông sợ em là cưới xong rồi sợ bỏ. Ông suy nghĩ mà, thôi ông kể đi. Sao em đó là cũng quen nhanh nè, có 3-4 tháng à. Nên em không muốn cưới. Lúc đó em nghĩ là chắc không phải là do yêu mình mà cưới. Em suy nghĩ lại chắc là do sợ. Sợ già. Cuối cùng thì sao? Em chịu cưới vợ em? Em không chịu. Cái mấy bữa sau cũng đi chơi thì là mặt giận, không thèm đi. Lúc đó tao khiến em sợ. Sợ xong thì cũng hạ quyết tâm về thưa ba mẹ, ông bà cho qua cưới. Nghĩa là hai người là chỉ có yêu nhau khoảng 4 đến 5 tháng là cưới luôn. Dạ không. Quyết định là... yêu nhau dạ, đúng không? Quyết định cưới thôi, còn 1 năm lúc quyết định quen. 5 năm sau mới cưới. 5 năm mới cưới, còn cái kia chỉ là quyết định là cưới, là trong vòng 4 tháng là quyết định là phải cưới. Mà nguyên cái thời gian đó là không đụng địa gì hết. Không. Thấy chắc không ta? Em gan quá vậy. Tí dụ mà anh ấy thiệt rồi em tính sao? Tức là lúc đó trong đầu em suy nghĩ là vậy nè, ông này cũng hiền thiệt. Sống cũng tốt bụng thiệt. Thôi làm liều. Rồi vậy thì bây giờ em có hối hận hoặc là em có mãn nguyện gì cái quyết định cưới của mình chưa? Dạ, hiện tại thì em có một ba biên 1.5 tuổi rồi thì chắc là giải thoát được rồi đó. Rồi, về ở chung nhà đó, coi như đụng hợp lý rồi đó. Thì bây giờ có vỡ mộng về bạn này không? Ngày trước lấy ảnh cũng bởi anh hiền. Rồi sau khi cưới xong cái hiền quá thành đâm ra mình thiệt. Ủa? Hiền quá mình thiệt? Dạ rồi. Lúc trước em làm kế toán, sau này thì em làm bên kinh doanh rồi. Thì ví dụ như đi sớm về muộn là em hay nói cho ảnh để ảnh nói với ba mẹ chồng. Hiện tại em đang sống chung bên nhà chồng. Nhưng mà ảnh hiền quá, ảnh nói thôi chuyện này không có sao hết trơn á. Thế là ảnh im luôn. Làm em với ba mẹ chồng em hiểu lầm nhau. Nói tại sao là em không có đi thưa về trình. Thành ra tức là cái suy nghĩ ảnh là đơn giản. Sống với ba mẹ mình thì ba mẹ cũng quen dễ rồi. Từ đó giờ vậy đơn giản. Ảnh vậy đó, nên thành ra là em với ba mẹ chồng nó có một khoảng cách tới bây giờ luôn. Bây giờ thì đỡ hơn rất là nhiều. Thì ông bà cũng lớn tuổi rồi, cũng thói quen ngủ sớm, dậy sớm. Thì nói là hai chồng cũng còn trẻ thì thích nghi, thông cảm cho ông bà. Nhưng mà ví dụ như bố mẹ dậy sớm vậy thì em có được quyền ngủ không? Hay là em cũng phải dậy cái giờ đó luôn? Vẫn được ngủ mà bảo ồn, ngủ không ngon. Em là ngủ tỉnh mà có tiếng động là em biết liền ha. Nên là ba mẹ dậy thì 4:30 dậy nấu đồ ăn sáng rồi. Em thì 5:30 ngủ thêm 1 tiếng. Nhưng mà ba mẹ dậy là bắt đầu em cho nên em dậy theo. Còn ảnh thì ảnh ngủ thoải mái nên là ảnh ra là bình thường. Và bây giờ em đã thích nghi được với cái việc dậy sớm chưa? Lúc mà 1 năm đầu thì em cũng cố gắng. Mà từ lúc em đẻ con tới giờ, cái giờ giấc của mình nó phụ thuộc vào con nó hơi nhiều á. Thành ra là em bị stress sau khi em sinh em bé. Tại vì bé thức đêm, còn ông bà thì không có thức với bé. Nên thành ra là giờ giấc của mình với ông bà nó hơi ngược với nhau. Hơi ngược. Rồi bây giờ thì sao? Dạ, giống như là em vẫn nghe. Nhưng mà mình dễ chịu hơn, mình nghe trong cái tâm lý nó dễ chịu hơn. Chứ không phải là bực bội giống như ngày xưa là. Ủa, tại sao em không nghĩ là khi mà tụi em đã lấy nhau rồi, có con rồi, thì có khi nào em nghĩ là tụi em sẽ tách riêng ra không? Thì hiện tại là đang ở chung với ông bà. Có một đứa em nữa, cũng bằng tuổi luôn, cũng chưa có gia đình. Thì cũng là dự kiến là khi nào đem nó có gia đình á thì sẽ tách riêng ra. Tại lúc đó sẽ không còn đủ phòng để ở nữa. Bây giờ tụi em đã có điều kiện để ở riêng chưa? Hiện tại chưa có điều kiện. Chưa có điều kiện đúng không? Dạ đúng. Chứ còn tụi em có cái mong muốn mà được ra ở riêng không? Cưới là em nói với ảnh rồi. Em sợ cái sự chênh lệch giữa tuổi tác á. Tại vì ba mẹ cũng lớn rồi nhưng mà nó sự hòa hợp nó hơi khó.
nên là cũng ở với ba mẹ một thời gian để cho ba mẹ gần gũi con cái rồi gần gũi với cháu, để cho nó có một cái tình thân gắn kết với nhau. Nhưng mà sau đó thì tụi em cũng sắp xếp để mà đi ra riêng, nhưng mà ở gần thôi. Em thì mong muốn là ở gần để dễ qua lại. Dạ. Em có suy nghĩ giống vợ không? Em cũng suy nghĩ giống vậy. Nhưng mà có bao giờ mà em đã tâm sự cái điều này với ba mẹ chồng chưa? Có nói chị. Dạ. Và ba mẹ có đồng ý cái ý định này không? Dạ, cũng chấp nhận. Ví dụ như bây giờ chị nói, chẳng hạn có những điều gì mà em chưa thể nói được với bố mẹ chồng, hoặc ngược lại, có không? Có, dạ. Có tồn tại cái điều đó không? Dạ có chị. Bây giờ em có muốn chia sẻ điều này với ba mẹ chồng em không? Dạ có. Em cứ nói hết những gì mà em cần nói với ba mẹ chồng. Đầu tiên là con gửi lời cảm ơn tới ba mẹ trước, vì ba mẹ đã giúp đỡ vợ chồng con rất là nhiều trong thời gian mà con sống cùng với ba mẹ. Mặc dù là có vài cái khúc mắc trong lòng, nhưng mà bản thân con lúc nào cũng xem trọng ba mẹ hết, lúc nào cũng yêu thương và nghĩ về ba mẹ. Nên con mong ba mẹ hiểu cho con hơn, là cái công việc của con hiện tại là nó có quá nhiều áp lực, nên là cái phận làm dâu con chưa làm tròn lắm, nên là con mong ba mẹ hiểu cho con về vấn đề đó. Con cũng xin nói với ba mẹ thêm một cái lời mà nó sâu sắc trong lòng con là dù sau này vợ chồng con có ra riêng thì chúng con vẫn là thành viên của gia đình, và mãi mãi là thành viên của gia đình. Bây giờ chị nói nè, cái vấn đề mà nó nổi cộm ở đây, em cảm nhận là em không đủ sức khỏe để em có thể làm được hết những cái việc như là ba mẹ mong muốn đó. Nhưng mà chị có một cái cảm nhận là như thế này, thì thứ nhất là sức khỏe thì cũng vẫn còn, đúng không nè? Và theo như lời em nói thì ba mẹ em là những người rất là tốt, thì chị mới nói ở đây á, em đừng nghĩ rằng sau này em mới để cho cuộc sống của bố mẹ tốt hơn. Chị nói nếu thời gian em còn ở được với bố mẹ, đúng không, em đã xác định rồi là em ở với bố mẹ, thì em đừng bao giờ coi em như dâu, em phải coi em như con, đúng không? Em coi em như con gái. Và lúc nào em mệt, nói mẹ ơi nay con mệt quá, chắc nay con nấu đồ ăn sáng không nổi đâu mẹ, cho nên ví dụ như ngày mai á, mà con nấu không được thôi, thì mẹ đừng buồn con hay như thế nào. Ví dụ, chị nói ví dụ là một giải pháp thôi. Em hình dung không? Em phải như là một người con gái, có điều gì em tâm sự hết với mẹ. Mẹ ơi giờ công ty con vậy nè, giờ con rối lắm mẹ, con bây giờ tháng này cái chỉ tiêu con phải vậy vậy vậy, mà bây giờ ngày hôm nay con bị đau bụng quá nè, con nhức đầu quá, con muốn con cảm rồi. Thì chị đảm bảo với em, mẹ em sẽ hiểu. Em là mẹ rồi em biết con của mình có cái chuyện gì xả thân. Chị nói thiệt, chỉ vấn đề đây là ba mẹ hiểu được mình, đừng có giữ trong lòng. Chứ ba mẹ không bao giờ hiểu được, giữ trong lòng nhiều khi các cụ lại nói nhỏ này nó đối kháng với mình đó. Đừng, bây giờ em thử đi, em nói hết, nhỏ em cũng nói, lớn em cũng nói, em thử một thời gian đi em. Tại vì lúc này em còn đang được sống với ba mẹ, còn sau này em ở riêng ra thì cái khoảng cách nó còn lớn hơn nữa. Cho nên vậy em cứ thử đi, xem làm một thời gian cái cảm nhận của bà về cái cuộc sống của hai vợ chồng em như thế nào. Nha. Chị nói nghiêm túc. Em nha. Con nghe. Con nghe. Không giống. Thôi. Dạ chào. Chú Thuận đại bôi dễ sợ. Không. Lúc mà anh chồng anh nghiêng xuống là thấy giống, giống thiệt. Đó, nhưng mà ngước lên trực diện thì lại nó ít giống. Dạ giống. Rồi mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ, đầu tiên là cho con xin chào chú Thuận với cô Hồng Vân. Con tên là Thanh Hiếu, con 29 tuổi ạ. Hiện tại thì con đang làm tư vấn tài chính cho công ty Manulife ạ. 29 tuổi. Dạ. Rồi. Em xin chào chú Thuận. Mời. Dạ, con chào chú Thuận, con chào cô Hồng Vân. Con tên là Lê Chí Hùng, năm nay con 30 tuổi. Công việc của con là tư vấn bất động sản. Tư vấn bất động sản. Dạ. Hai chồng tư vấn hết đấy. Tư vấn hết. Này bằng con xí ngầu đấy. 94 đấy. Trong giai đoạn này thì cái ngành bất động sản cũng hơi chững lại xíu đúng không con? Dạ đúng rồi. Có ảnh hưởng nhiều đến công việc của con không? Dạ may mắn thì cách làm của con thì nó cũng không có ảnh hưởng gì. Con là nằm ở khu vực nào ở thành phố Hồ Chí Minh? Dạ con làm gần đây luôn ạ. Gần đây luôn. Dạ là quận 7. Chừng nào con làm ở mé Tân Bình con nhớ hú chú. Chú cần đẩy ra một số cái. Bán ha. Dạ con chuyên quận 7 á. Dạ con chuyên Bình Tân 7. Có quen ai không? Dạ chưa. Chưa. Nếu có còn để từ chúng ta sẽ gặp nhau bên này. Có gì bỏ đi mình bán nhiều nhà đất đi. Dạ có gì mình inbox sau ạ. Chú dính cái căn Bình Tân muốn chết. Rồi. Nhưng mà cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau và yêu nhau? Dạ. Đứa mua bảo hiểm, đứa đi mua nhà. Dạ nếu vậy thì chắc là mới gặp nhau thôi á. Tại vì cơ duyên gặp nhau là cũng khá là lâu rồi. Năm đó là con học lớp 7, anh này thì học lớp 8. Ủa Thanh Mai trúc mã rồi. Dạ thì trong một cái kỳ thi học kỳ 1 á, thì trường sắp xếp trộn hai khối với nhau, ngồi chung phòng thi đã không có copy bài á. Thì con với anh này là ngồi chung một bàn, vô tình là ngồi chung một bàn. Anh cho copy không? Dạ anh lớp 8, con lớp 7. Dạ. Cho nên hai cho nên là không có chung đề. Dạ đúng rồi, cho nên là để không có copy bài á. Thì gặp nhau lúc đó thì
sau đó là anh này bắt đầu ảnh cứ tán tỉnh vậy á, là tụi con có một cái mối tình học trò từ đó. Nhưng hôm đó cả hai đứa cùng làm được bài hả hay sao? Dạ, dạ đúng rồi, đều dạ. Làm được bài. Nhưng mà con có hỏi Hà ảnh không? Có hỏi bài ảnh không? Dạ, tại lớp 8 học, học trước mình mà. Đúng. Thì mà ngồi nói chuyện đặng mà bị hồi xưa hỏi được, hồi xưa em hỏi được. Không, nhưng mà cái đợt sau thì nhưng mà hồi xưa em hỏi được, em hỏi chị Thẩm nhỏ bạn cho em á. Rồi nó chỉ em luôn á. Ảnh là người mở lời cho em lúc về á, mở lời cho em là lần ngày mai là thi môn sử có cần tôi học bài giùm cho không để chỉ cho vậy đó. Có mở lời luôn à. Là ngồi chung đúng không? Ngồi chung thi hết luôn. Dạ đúng rồi. Dạ, thì mở lời vậy thôi chứ mình cũng đâu có chấp nhận đâu. Trần có sĩ diện của mình. Dạ đúng rồi, mình cũng học giỏi mà. Có nhắc nhau được, có nhắc nhau được nghe. Dạ. Rồi có nghĩa là từ lớp 7 là đã biết yêu rồi đúng không? Dạ có... thích thôi. Thích, thích đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Thích thích thôi chứ còn thích yêu thì chưa gọi là yêu. Đó. Dạ. Nhưng mà tới tới lớp mấy mới tới đến có nghĩa lên lên cấp 3 có bị tách rời nhau dạ, khác có... trường không? Cũng không có có khác trường nhưng mà có tách nhau một khoảng thời gian khoảng hơn một năm rưỡi. Đi ra tại sao? Tại vì lúc không phải bản thân con lúc đó thì mình mới có lớp 8. Lớp 9 thì mình thấy tự nhiên thấy yêu mọi người cứ chọc thấy ngại quá, mình cũng là thích thích thôi chứ cũng không đến nỗi gì mà đi đâu cũng mọi người cũng chọc hết, không ngại quá thôi mới nói. Bên này ngại nhưng mà Hùng chắc thích lắm đúng không? Dạ thích lắm. Dạ. Thích ai lắm. Mà chọc thích lắm đúng không? Dạ đúng rồi, càng chọc càng thích ạ. Mình chỉ nói là thôi bây giờ mình làm bạn thôi đi rồi khi nào học 12 xong rồi mình quen nhau cũng được. Thì tự nhiên anh này giận luôn. Ừ. Sao giận như Hùng? Dạ kiểu tự bị đá hay gì đó. Tại mình đang thích quá mà. Nên nó là khi nghe lúc đó con nhớ là gọi điện thoại bàn á, hồi trước là điện thoại bàn á, nghe xong cúp máy là khóc quá trời luôn. Con khóc à? Dạ con khóc á, con thương quá mà. Xong tự nhiên một ngày đẹp trời bỏ người ta vậy à. Coi như là hái hoa bẻ nhụy xong là coi như là qua đường vậy đó. Chưa có hái lòng nào. Không ý là vậy đó, trong đầu suy nghĩ mình là đàn ông mà tại sao lại có thể là qua đường với mình như vậy được. Không mà thực sự con không có ý định là kiểu cắt đứt hay gì hết, có nghĩa là mình làm bạn thôi. Ý là mình làm bạn bình thường thôi, vẫn nói chuyện bình thường cũng nhưng được. Mà người ta nhưng không mà ta chịu. Tổn thương. Nhưng mà con bên cái đầu dây kia cô có nghe cái giọng thút thít của anh không? Dạ không không, con ngắt máy ngay. Ngắt máy mà con. Không nhưng mà sao có nghe cái chuyện mà con khóc đó con kể cho bạn nghe. Dạ có, sau này có kể tại vì sau này lên cấp 3 là có cơ duyên quay lại. Thì đó mình mới tức là tụi con tạm chia tay nhau là bao lâu? Dạ. Sao lâu vậy? Nếu mà tụi con chia tay là từ lớp 8, 9, 10, 11. Con 12 là chia 11 là gặp nhau rồi đúng không? Dạ, có nghĩa là lúc đó là con học lớp 9, anh này lớp 10 là chia tay. Thì đến năm con học 11, anh này 12 thì quay lại. Là một năm, chia tay một năm hơn. Khoảng năm rưỡi á. Dạ. Trong suốt một khoảng thời gian năm rưỡi đó là mỗi lần mấy đứa gặp nhau trong trường thì sao ta? Dạ con là sau khi mà mình khóc đủ rồi đó là bắt đầu mình chuyển qua mình ghét. Đau mình mà đau quá mình ghét. Đau quá, dạ. Chuyển qua ghét. Dạ nên là không nhìn mặt. Khi mà tại vì hai đứa nhà cũng gần gần á, xong đi xe đạp á, đi ngang qua là con thấy từ xa là con không nhìn luôn. Cho mơ Đà Lạt luôn. Dạ đúng rồi. Mơ Đà Lạt. Đó. Nhưng mà con thì sao? Con thấy ông này tự nhiên sao quay xe với mình không? Dạ đúng, cũng thấy kỳ luôn. Nhỏ nhen ha. Đúng rồi. Nhưng mà con có thấy ghét không? Cũng mình cũng thắc mắc là ủa sao kỳ không, mình nói vậy thôi mà có gì đâu mình giận hơn dữ vậy. Nhưng mà rồi sao, rồi con có cho anh lên video. Có nghĩa là mình cũng gặp vậy thôi nhưng mà chính con là người chủ động nhắn tin chúc mừng sinh nhật ảnh lại. Cái thời điểm con không lơ được nó hả? Kiểu không, nói chung trong cái khoảng thời gian đó ảnh có quen một cái bạn khác và bạn học chung lớp với con. Chồng cô là cô tiếc. Lơ luôn. Không phải tiếc chứ chị. Không phải tiếc mà tức. Nó vừa không vừa tức mà vừa tiếc nữa con. Có. Sau này còn kể là chù ẻo để cho hai đứa chia tay nữa. Tại vì cái lúc mà từ lớp 9 lên lớp 10 á là con là đang lớp 10 lên 11. Thì trong cái đoạn hè đó là con đi tập thể dục thì có quen tán tỉnh quen một cô khác. Thì khi mà thi lên chuyển cấp lên á thì mình lên mình xem cái danh sách xem thử là bạn gái tại thời điểm đó mình thi được vào lớp nào. Lên đó thì tìm ra là 10A9 là vô lớp bà này. Dạ đâu, lúc đó là con thấy là ok rồi, bạn gái mình rồi, nhưng mà chợt nhớ ra là có một người nữa. Con tìm hết những lớp còn lại không thấy. Con nghĩ là rồi rớt rồi, cái này là rớt xuống trường khác rồi. Nhưng mà tìm kỹ lại một lần nữa là thế là nằm gần cái cô mà con đang quen luôn. Trong lớp luôn. 10A9 luôn. Con da ngõ hẹp luôn. 10A9 luôn. Dạ đúng rồi. 10 con kể tiếp cho cô nghe. Rồi xong là sao? Thì con cũng quen bả tại vì cái tính của con là sau khi mà con off rồi đó, con quên, con ghét rồi đó. Ghét rồi. Con đang tập trung, con thích cái yêu cái bạn này. Là dằn mặt luôn. Dạ. Nhưng mà trong quá trình đó thì sau này bạn mới kể là chùa ẻo cho hai đứa chia tay nhau. Đúng thiệt là không biết có linh nghiệm hay không là sau vài tháng. Ủa nhưng mà cái cô bạn đó cổ biết hồi trước con là bồ của ông này không?
Lúc đó thì chắc là không biết đâu. Không biết. Anh chỉ có kể, anh này có kể hay không thì không biết chứ còn có kể không, không biết đâu. Sao biết được? Tại vì lúc tụi nó lớp 7 mà chỉ thích thích nhau thôi. Xong rồi qua tới lớp 8, lớp 9 là đã chia tay nhau rồi. Không, thật ra cái thời điểm mà lớp 7, lớp 8 quen nhau là nguyên cái trường luôn. Nguyên trường biết luôn, chúc mừng rồi mà. Dạ, mà chỉ có cái bạn đó thì học trường khác, cấp 2 là bạn đó học trường khác. Ờ, nhưng mà con quen với bạn đó được bao lâu thì hai đứa chia tay? Coi như là cô này cầu được thấy. À, chắc tầm khoảng 3-4 tháng đó. 3-4 tháng. Dạ. Rồi, điều, rồi cái gì mà khiến cho hai đứa quay lại? À, trong một ngày đẹp trời là sinh nhật của con thì tự nhiên lúc đó nhận được một cái tin nhắn của số lạ thì chúc mừng sinh nhật. Mà con thì cái tính là nghe mà à, chúc mừng sinh nhật thì thích lắm. Thế là mình thấy cảm giác, thấy lúc đó điều tra thì hỏi nhắn qua nhắn lại thì bạn nói là đang học thể dục ở trên trường. Nên đó là con liên hệ với mấy bạn ở trên trường là xem thử hôm đó là lớp nào đang học thì có cái lớp bạn này. Dạ, dạ, lúc đó là 11A9 rồi, là con lên là nghi là cổ liền đúng không? Dạ đúng rồi. Lúc đó có khóc nữa không? Dạ cười khoái khoái liền. Khóc gì sung sướng đó, có nghĩa là thực ra trong lòng con vẫn nhớ bạn này cho nên là mới tìm 2-3 lần cái đúng đó chị, đó. Học ở lớp nào đó sợ đó. Rồi sau đó coi như là hai đứa quay lại đúng không? Dạ đúng rồi. Quay lại có dễ không? Dễ lắm luôn. Dạ. Rồi nhỏ kia sao? Dạ. Chia tay rồi. Dạ chia tay. Lúc mà chia tay gần 1 năm rồi ạ. Chia tay xong rồi. Đúng rồi. Dạ dạ con là luôn luôn là off xong rồi mới chuyển nhân cái. Ôi cô sợ cái cảnh mà coi như là con phải khó xử vậy á. Hai cô gái cùng lớp á. Dạ khó xử lắm đó mấy nha. Rồi. Như vậy là khi mà con lớp 12, con là lớp 11 là hai đứa là chính thức là yêu nhau hợp lệ. Dạ. Là chính thức yêu nhau. Bạn có biết không? Dạ biết. Lúc đó mấy đứa bạn cũ nó chưa gọi là lúc đó còn vẫn còn lúc mới quen lại còn giấu giấu một chút. Chỉ có mấy đứa bạn thân thôi, còn lúc đó là con giấu tại vì cũng lúc đó cũng sợ ba mẹ biết đó. Quen tới khi nào thì hai đứa mới công khai ở trường? Dạ cũng không công khai không, nhưng mà dạ được cái là trường con là cứ tối con đi chơi là sáng tụi nó biết rồi mà con giấu rồi đó. Mấy đứa bạn con giống như là cú vậy. Nó không thấy rồi sao rồi ba mẹ biết thì sao? Đúng rồi, ba mẹ có biết không? Dạ cũng biết. Khoảng đầu đó tới hè hả? Lúc dạ tới hè á. Hè là con xong lớp 12 hả? Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi, sau khi mà con thi vào trong này thi xong con về lại á thì lúc đó là có một buổi đi chơi. Thì đang đi xong về lại á thì mẹ con mới gọi là nói là đang chở bạn gái đi chơi đúng không? Mình nói sao biết được hay vậy? Nói là có người dưới ngoại là kể lại. Xong rồi con quay xe con chở bạn về ra mắt luôn. Ba mẹ sao? Dạ thì lúc mà quay về ra mắt thì mẹ có nói chuyện với bạn thì mẹ biết quen nhưng mà tụi con có một cái điểm là khác nhau về tôn giáo á, nên nó là mẹ có nói bạn là nếu mà tiếp tục muốn quen mà đi xa hơn thì bạn là phải theo chồng. Dạ theo chồng. Theo đạo con là bên Công giáo. Dạ con là Phật giáo còn bạn là Công giáo. Dạ là bạn thật ra là thường là ngược lại, thường là ngược lại. Bên Công giáo là phải đi vô, mình là Phật là phải đi theo bên đạo Công giáo. Dạ dạ đó thì lúc đó mà mẹ anh nói như vậy á, nói là con muốn quen con trai cô á, muốn lâu dài á thì con phải bỏ đạo đi. Thế xong nói dạ không, con không bỏ, trả đời một phát ngay lúc đó luôn. Xong sau này về bị đánh giá là đanh đá. Khó lắm bên đạo Công giáo. Dạ, rồi không bỏ được đâu. Sau đó về thì lúc về thì hai đứa cũng khóc nhưng mà sau đó cũng buồn nhưng mà cũng suy nghĩ thôi hay là bây giờ mình cứ yêu nhau vậy thôi khỏi cưới cũng được. Còn cái giai đoạn đó là tụi con ở đâu? Dạ hồi học đó là ở đâu? Dạ còn ở quê là ở Cam Ranh. Là hai đứa ở Cam Ranh đúng không? Dạ đúng rồi. Cùng quê Cam Ranh. Rồi sau đó thì ủa như vậy là tới lớp 12 là con tốt nghiệp là con phải học đại học là dạ lúc đó con vào trong đại học thì bạn còn học ở đó thì yêu xa một năm. Thì sau đó thì con mới tư vấn cho bạn gọi là cố tình tư vấn để phải vô trong Sài Gòn học. Thoát ly vô Sài Gòn học. Dạ đúng rồi, tại vì lúc mà đó thi là vô cùng trường ảnh đang học luôn. Thật ra con tư vấn sao mà vô trường con luôn vậy ta? Dạ mình phải tìm mọi cách. Có nghĩa là hồi nhỏ con học chung trường, lớn lên vẫn học chung trường, lớn hơn nữa ở chung nhà. Ủa vậy thì học vô chị hai đứa nói là ở trọ hết. Dạ, vậy thì rồi. Cái giai đoạn lên đây học có ở trọ chung không? Dạ lúc đầu thì chưa, tại vì con lúc đó là con đang ở chung với lại anh hai. Còn bạn này thì ở gần trường là ở quận 9 á, con thì mặc dù học quận 9 nhưng con ở Bình Thạnh đó thì con đang ở chung với anh hai. Thì sau đó thì khi mà anh hai về quê rồi đó thì con mới rủ bạn gợi ý. Có nghĩa là phải sau 3 năm đi học á thì học, dạ bắt đầu mới về mới lúc đó mới ở mới chung. Về ở chung dạ. có xe tiền không hay là ảnh có bắt con xe tiền trọ với ảnh không? Anh bảo nói chung ảnh không có bắt hay gì nhưng mà con cũng chủ động con chủ động rồi ảnh có lấy không?
Thật ra thì thời điểm đó là cả hai đứa gia đình cũng khó khăn lắm, cho nên là giống như là tự thân vận động vậy đó. Lấy đi, có gì đâu phải bị có lấy là đi học là khó khăn mà. Khó quá mà. Dạ đúng rồi, cũng khó lắm. Cả hai là cũng vừa mới ra trường luôn, cho nên là cũng san sẻ với nhau. Khi hả, còn không có đủ tiền để ăn nữa chứ đừng nói là ở. Như vậy là mấy đứa ở chung với nhau vậy gia đình có biết không? Dạ biết. Dạ biết. Ờ, phản ứng của hai bên sao? Có bên nào căng không? Dạ không luôn. Ờ dạ không có bên nào căng. Tại biết hai đứa thương nhau từ thời nhỏ xíu rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Đó. Nên là cũng không có quen nhau bao lâu thì mới cưới? Từ cái thời điểm mà yêu lại á, cái năm con học 11 á là tới lúc cưới là 8 năm. Dạ tụi con yêu lại chính thức là năm 2010, thì đến năm 2018 mà tụi con cưới là 8 năm. Có nghĩa là tụi con là thanh mai trúc mã tới mười mấy năm đó đúng không? Ủa một đợt là chỉ có chia tay cái đợt tháng hồi lớp 10 dạ. thôi đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Chia tay trước. Có nghĩa là tính từ thời điểm mà lần đầu tiên gặp nhau là 2007. Là 2007. Là trong suốt cái quá trình khi các con thành sinh viên cho đến lúc các con thành vợ anh chồng là không có chia tay. Dạ, dạ đúng rồi. Không có chia tay. Cặp này là quá đẹp luôn rồi. Thì đó, 15 rồi. Năm hả? Dạ. Bây giờ là tới thời điểm này. Dạ, là đúng rồi, 15 năm đó chị. Tại 2007 là chị sanh bí ngô. Cho nên là chị lành lắm. 15 năm, không cần phải đếm. Không, hành quá. Có thước đo ở nhà luôn. Rồi trong cái quá trình cưới vợ thì là con có tích lũy, rồi con có để dành tiền hay là có ai tư vấn cho con là cần phải có những cái bao gì? Bao nhiêu thì mới có. Dạ có, lúc mà mới bắt đầu lên học á, thì con ở chung với anh hai thì được anh hai dạy khá là nhiều về kỹ năng sống, về định hướng trong tương lai. Thì lúc mà có ngồi với nhau thì anh hai nói là nếu như mà con muốn mà ngồi chung với những bạn chuyên lứa con nữa thì mình đàn ông là tại thời điểm đó là muốn mà cưới được vợ là phải tích lũy tối thiểu là phải 100 triệu. Xong rồi lúc mà năm 2018 á thì con cũng đi làm, cũng tích lũy á. Sau lúc đó mình cảm thấy mình cũng thương quá, không hiểu tại sao tại thời điểm đó là con là muốn phải cưới cho bằng được tại thời điểm này, mặc dù là hai đứa cũng đang để ở chung với nhau rồi, cũng quen một thời gian lâu rồi. Thì con quyết định là cưới nhưng mà không có nói với lại bạn. Thì lúc Tết là về á thì con mới nói mẹ là đi coi ngày. Đi coi ngày xong rồi ăn Tết vô lại á thì con mới nói với bạn là rồi mình cưới. Rồi xong con đưa tờ giấy em má coi ngày rồi nè. Là con nói gì luôn là lúc đó không để dành được nhiêu. Chị đang tính hỏi đó. Con chị... rồi con để dành được nhiêu. Dạ lúc đó là tính nhầm. Tính nhầm là tưởng đủ như lời anh hai dạy rồi, nhưng mà sau đó là chưa đủ. Còn dạ. thiếu nhiêu. Dạ cũng hôm hôm. Đâu có ăn thua gì đâu. Dạ suy nghĩ lúc đó đơn giản ạ. Dạ nói chung là mình chỉ yêu thôi. Bữa đó được nhiêu. Dạ cũng hôm hôm. Được nhiêu. Hai chục hay là 80 hay 90? Dạ chắc 89 á. 89. Dạ. Thôi cũng được. Thôi nhưng mà lúc đó thương quá nên mình cũng nghĩ đơn giản thôi, tụi con đơn giản. Để có nhiêu làm nhiêu. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Miễn vui, miễn hạnh phúc là được. Dạ. Mà đám cưới xong có lời. Dạ có chứ. Đám cưới ở Sài Gòn lời hơn ở Cam Ranh. Tụi con là hơn lắm, ông bà độ, ông bà thương. Dạ. Chứ nhà cô đó, từ đám cưới của cô, từ đám cưới của con gái cô là lỗ sặc luôn. Lời miếng nào luôn á. Vậy hơn lắm. Dạ luôn á. À, bây giờ là hai đứa là có nhà, có cửa ở Sài Gòn chưa? Dạ cũng có rồi. Rồi con là mấy tuổi rồi? Dạ cũng được 4 tuổi, gần 4 tuổi, tháng 8 này. Dạ. À, chúc mừng bé gái hay bé trai? Dạ bé trai. Dạ, bé trai. Wow, chúc mừng. Có như là cưới xong là đẻ liền luôn hay sao? Dạ, dạ đúng rồi. Rồi. Quá tuyệt vời. Anh này lúc đó ảnh còn sợ lắm. Con là người sắp tới, con là muốn có con liền không? Tại vì sợ thời buổi bây giờ sợ khó có con á. Cái gà da này ảnh không muốn, ảnh từ từ sinh mình con gà luôn. Thế là dính một phát, là một phát đầu tiên là dính luôn. Là có con luôn. Dạ có con luôn. Cái nhỏ này quá. Tới bây giờ mà con còn bị dụ dỗ. Đang gà đứa thứ hai nhưng mà chưa chị. Rồi bây giờ 15 năm coi như là yêu nhau. Sẵn nhỏ này nó bị gài nè, hỏi nó luôn. Hỏi luôn ha. Là vợ con có tật xấu gì? Đó. Trước hết là thấy nó gài con là thấy là không được rồi. Con yếu đuối, con ngây thơ mà suốt ngày con bị gài không vậy đó. Dạ thật ra thì từ lúc mà quen biết vợ từ cấp 2 tới bây giờ thì con cũng chưa thấy tật xấu nào ở vợ. Có nghĩa là những cái cử chỉ, những cái hành động đó thì mình cảm thấy nó ngày càng yêu hơn, như là mọi thứ cảm thấy rất là dễ thương. Thiệt không đó? Dạ thiệt. Đây là phần không phải là để dành những cái lời coi như là hoa mỹ, những cái lời ngôn tình dành cho nhau nha. Cái phần này nôn nha. Dạ hay đó. Dạ thật, tại vì có nghĩa là cảm giác ghiền lắm. Có nghĩa là thấy lúc nào cũng thương á. Vậy mà nó dụ mà cũng không cho nó đứa thứ nhì. chưa hợp.
Dạ liền nè. Rồi rồi, từ cái thời điểm quen nhau. Hỏi nè, thật xấu nè, có bừa bộn không, có ghen không, và có coi như là kỹ, mà coi như là kỹ trong kinh tế hay không, đó, quản thúc chồng hay không, đó. Ghen hay không thì chắc là để không bạn nói, còn đây là việc của con đó, con phải cảm nhận chứ. Dạ, con phải đánh giá chứ. Dạ cũng có ghen không? Không ghen. Không ghen. Rồi bây giờ có bừa bộn không? Dạ, ở nhà thì con bừa bộn, còn chắc là bạn cũng lay tính hay sao á, cũng hơi hơi thôi. Nhưng mà con cũng thấy nó là hai cả hai vợ chồng bừa bộn như nhau. Dạ, dạ cũng không đến nỗi nào, nhưng mà có nghĩa là đặt đâu để đó vậy đó. Rồi sau đó là đứa khác đi dọn. Rồi nấu ăn sao? Ăn dạ. Xài có hoang phí không? Dạ không. Mua sắm online như là thả cửa không? Dạ không, con còn khuyến khích nữa, có nghĩa là khuyến khích cho đầu tư vô bản thân nhiều hơn. Rồi có thích mua thì mua thôi chứ không vấn đề. Rồi ăn uống có khó khăn không? Dạ về ăn uống thì con chỉ thấy có điểm là ăn uống không có sự đầu tư lắm. Tại vì tính của con khi mà ăn uống thì phải đủ món, rồi nói chung là phải chỉnh chu một tí. Cơm là phải đủ 3 món, 3 món đó. Đó. Dạ. Canh, xào, mặn, xào đúng không? Dạ đúng rồi. Chứ là con là đầy đủ. Dạ, còn vợ là hơi sơ sơ. Dạ đúng rồi. Thì nhiều lúc thấy cũng khi đi làm về thấy vợ chuẩn bị những đồ ăn gì thì con cũng hơi quạo. Đó. Dạ thì ăn uống đó. Đó. Nói chung là mót á, mót được miếng tật xấu đó. Đó. Là thấy chồng thương dữ lắm đó. À, cho nên cái gì chồng cũng đáng yêu cả. Như vậy đâu có mong muốn thay đổi điều gì hả? Về mong muốn thay đổi thì những cái mà vợ con đã làm tốt rồi thì con mong muốn là vợ làm tốt hơn nữa. Còn ngoài ra thì cố gắng đầu tư thêm cho bản thân. Đã xinh đẹp rồi thì mình phải ngày càng xinh đẹp hơn nữa, để tại vì phụ nữ sinh qua ra là quá thiệt thòi rồi, nên nó là con muốn vợ con phải ngày càng đẹp hơn nữa, dạ, lo cho bản thân hơn nữa. Chồng con khuyến khích con là mua một xoàn đeo nè, đi spa mặc đồ đẹp này kia nọ đó. Mắc cười là đứa nào giữ tiền là tiền là con giữ, nhưng mà cũng kêu là em đi spa đi rồi gọi là chăm sóc bản thân đi, cái sao mình nói một lần đi là bao nhiêu đó tiền cũng sẽ nhiều dữ vậy. Cứ như vậy á, anh cũng tiếc tiền mà, cho nên là mình thấy ảnh vậy mình cũng xót. Dạ mình cũng xót thiệt. Rồi bây giờ tới con á. Anh này anh bị một cái là ảnh khó tính, ảnh dễ bị mất bình tĩnh á. Kiểu như là một lần anh nói cái giọng của ảnh thì nó hơi kiểu ầm ầm một chút á, đôi lúc anh nói nhỏ mình không nghe. Khi anh lặp lại lần 2, lần 3 mình cũng không nghe luôn. Thì khi mình lặp lại mình nói to một chút đi. Không, đến lần thứ 4 con hỏi cái ảnh nạt lại mình giống như mình bị điếc vậy á. Mà thực sự là cái giọng nó nhỏ quá. Rồi khó chịu. Khó chịu thấy miệng lúc nào cũng cười chứ nghe. Cười là như vậy á, chứ mà kiểu người tự nhiên thấy số điện thoại Grab nhắn tin là bạn đang có đơn hàng tới, ví dụ vậy đi. Cái gọi bắt máy gọi lên: Anh coi chừng bị lừa đảo đó nha, tôi không có đặt hàng gì hết á. Ủa sao mình không hỏi là anh ơi mình giao hàng của ai giao tới hay vậy? Không, anh coi chừng lừa đảo đó nha, tôi là tôi không có đặt hàng của gì hết á. Cô hay quá, cô rất là nam bộ luôn đó, rất nam bộ điên sản. Kiểu vậy đó, cái người tự nhiên thể hiện rất là khó chịu như vậy đó. Không, tại vì cũng đó. Rồi. Với là cũng lo cho mấy anh Grab là nhiều khi họ đặt tới để cố tình mình tới để giao để bắt mình phải lấy á. Thì mình cũng lo, mà đúng là cũng khó mình nói nhẹ nhàng thôi, tự nhiên lại đi gần giọng nói giống không như... cái đó là thật xấu đó. Rồi còn gì nữa không? Còn gì nữa có ghen không? Dạ ghen thì cũng có ghen. Lúc trước thì làm đẹp cho đã đi rồi ghen đó. Lúc trước chưa cưới thì có ghen, nhưng mà mình biết tính ảnh ghen như vậy rồi á, cho nên là thôi mình không có nhắn tin giỡn với ai nữa, kiểu người ta giỡn với mình thì mình giỡn lại thôi. Thì anh này anh xin ảnh ghen. Cái thấy anh ghen anh giận. Cũng vậy, ghen cái không nói gì hết. Im lặng 2-3 ngày á, xong mình thấy lạ. Xong hỏi ra mới biết, cũng nghi rồi, hỏi ra mới biết là ảnh ghen như vậy á. Thì ra vậy. Dạ, xong rồi thôi, biết tính ảnh như vậy thôi thì mình cũng không có làm gì. Nhưng mà là trước đây, còn bây giờ thì sao? Bây giờ thì cũng không làm gì cho anh ghen, cho nên là cũng không có thấy là anh có ghen hay rồi, không. Rồi bây giờ con mong muốn thay đổi điều gì? Cái con mong muốn là về cái công việc của ảnh á. Công việc của ảnh thì ảnh tập trung quá nhiều cho công việc. Hầu như là một ngày chắc cũng phải 12 đến 14 tiếng cho công việc á. Thì không có thời gian chơi với con. Tối ngủ á, mà thậm chí mà con nói ba vô ngủ với con đi, nói chắc phải 5-6 lần á mới vô ngủ. Còn không là cứ anh đang nhắn tin với khách, hoặc là con không là con đá banh. Nói chung là không có thích chơi với con á.
lười, không phải không thích mà gọi là rất là lười chơi với con. Ừ. Nên là con muốn là ảnh thay đổi là dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, chủ yếu là cho con. Ủa là con nãy con nó không làm nghề gì con quên là. Dạ, bất tư vấn bất động sản. Dạ, con là kiểu khách hay nhắn hỏi với lại nhắn tâm sự về đêm. Có nghĩa là thời gian rảnh á. Thời gian rảnh mà tâm sự gì đêm vậy? Dạ thật ra thì khách lúc đó thì mới rảnh á, thì mới nhắn, thì không phải một hai người mà cũng nhiều người á cùng một lúc thì mình cứ trả lời mà kiểu hăng say á. Rồi cũng có rút này nọ rồi nữa trao đổi rồi nữa. Đúng dạ rồi. Đúng rồi, thì công việc nó cứ bị cuốn vào á, thì lâu dần thì mình cũng đang tập trung để cho công việc nhiều quá thì đúng là khi nhận ra thì thấy cũng ít thời gian cho con. Cái tính chất công việc của chồng con nó như vậy. Dạ. Anh ôm đờm quá. Em bé là mấy tuổi này? Dạ gần 4 tuổi thôi. Ồ, 4 tuổi. Nhưng bạn là con trai cho nên là bạn cần phải chơi với ba nhiều. Chứ bạn suốt ngày bạn chơi với mẹ không à. Thấy cũng thấy thương bạn. Thấy tội bạn đó. Phải chơi. Thôi chú Vin chú nè. Này cũng bận dữ lắm luôn. Nhưng mà là về ít nhiều chơi với phải... con mà chơi bất chấp luôn á, chơi mà kiểu như là cô cũng biết mà sao ở đâu ra năng lượng mà chơi với hai đứa nít vậy, hay thiệt luôn. Về đi quay nguyên ngày giờ về còn quay TikTok hai cha con bây giờ thì nhiều khi cũng bớt lại cái nhiều lúc cái thấy tụi nó lớn lên á cái mình lại có một cái cảm giác nữa nè, giá như mà có thể trước đây mình có thể thêm nhiều thời gian để chơi với chúng nó thì nó sẽ quý hơn. Thì thật ra nó trẻ con nó lớn nhanh lắm. Đúng rồi, mà nhất là con trai thì nó rất thích chơi với ba. Dạ rồi thay đổi được không? Dạ được, do mình sắp xếp thôi. Dạ sắp xếp thôi. Rồi xin cảm ơn hai đứa đã đến đây chia sẻ câu chuyện về vợ chồng nha.